Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều quá chị em đã theo dõi kênh máy của em thời gian qua cũng như là máy ủng hộ bên em nha. Này tiếp tục em quay cho quán chị em tham khảo động cơ Mitsubishi. Con này Mitsubishi 4DG5 quá nha. 4DG5. Cái máy của nó là 702321. Con này vừa em về một cặp ha, nhưng mà em bán một con. Còn con này thì nó cộp hơn con hổm nhiều nha, chắc hơn nhiều. Nên thì con này thì giá nó cao hơn con hôm bữa. Con DG5 này bê tông của nó 92 ly quá nha. 92 ly. Con này nó mới khủng khiếp luôn. Quán cho em nhìn này. Nói chung là bất kỳ con máy nào mà giá trị nó cao hay thấp gì đó cũng không quan trọng đối với em, nhưng mà có cái là mua được mấy con máy mà nó đẹp, nó cộp như thế này các bác nha, đã lắm. Máy này nước gam của bô nó còi thinh luôn, khủng khiếp. Này đầy sạc dẫn 24 nữa nha. Mặt máy này mới khủng khiếp mới luôn. Bữa đây em mới nhập về mình nó chia lại mình ha. Cái này mình cũng không có mua trực tiếp được, cho nên cho đứa em nó cũng tí cà phê bảo. Việc gì cũng phải vậy thôi cô bác chị em. Đâu thể nào mà mình biết hết được. Máy này quá mới. Trên này mất cái tem. Quá đẹp. Con này dòng tua 3000 đó nha. Đây lòng 92 ly dùm tôi 3000, đâu đó nó cũng trên 70 ngựa quá nha. Khá là mạnh ha. Anh này cũng mang đầu trâu. Để máy kìa. Để máy cho quán chim. Để tiếng máy của nó nha.
rất là êm. Cái máy xuất sắc cái này thì nấu máy thì khỏi bàn cãi rồi. Bán cho quán chị em thì em cam kết quán chị em là máy đúng mang cái điện, chưa có tháo mở cà te nắp cò, chưa bất cứ chưa mở gì hết. Chất lượng động cơ này em cam kết quá ra là trên 90%. Đấy. Đây, em cảm ơn rất nhiều quý anh em nha. Xin chào. Hẹn gặp lại quý anh chị em video tiếp theo nha.